Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Mình là Bill Sugi. Hôm nay mình sẽ chơi cái chế độ máy siêu khủng khiếp này tiếp. Thảm họa diệt cơ mờ nó vong luôn. Hôm nay mình chơi Bran với skin là Bran hit cơ mờ nó nguyệt. Mình đi chung với Leona về chơi gắt máy, không biết nó sẽ tôi lại ý luôn á. Giết chết bệ luôn. Solo. Ê, cái gì vậy? Cái đó là cái dòng gì? Cái dòng đúp hả? What the fuck? Chui bê đó luôn vậy chê. What the? Ôi Liêu này chẳng là tương giác của Jesus luôn. What the fuck? Mình đang nói chung với em mình đó là Bin Okami. Yeah. Hello. Ôi cái dòng đúp kìa né. Trời ơi quá trời luôn. Mà mình đi với con với hai con này nè, nó không có chi tool nên luôn. Nó không có skill gì để đẩy quá nhanh nên là cũng khá là ok, không sao. Solo. 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 Ấy né. Nè ngay. Ôi ơi. Ồ nó né skill luôn kìa. Sao mà chơi. Dạ. Mày đi với Mifotun nó bắn được chứ thôi ăn cất rồi. Về đi che. Ai cần né đòn khi kết tường gió chứ. Trời ngéo. Ơi hết mana quăng quy rồi, xui quá. Mình về mình hồi mana với mua đồ cho nó chắc bắp. Chơi gì? Bran. Cho Bran xử lý quá cho nó nhanh chứ. Ủa không cầm Jesus găng tim ra. Jesus găng tim mệt rồi. Về đi. Ôi lên luôn. Situn. Chết ngay. Phát bị lúc liền, chiến công đầu liền. Double kill. Quá là ghê cho một bad brand. À. Quá đã, đánh máy mình được double kill đã rồi. Mình giết máy được 10 mạng là mình sẽ được sát thương giảm thiểu từ cái 10% đến từ đánh xe, 20% đến từ cận chiến. 20 mạng là được vàng, 1.500 vàng sao á, còn 30%, còn 30 mạng là được 50% kháng hiệu ứng, khá là nhiều luôn. Ê né. Rồi cái này sao mà né đây trời. Rồi ơi là trời. Nó stun chúng một cái là xác định đi chầu luôn. Ủa mày dây hai bản này nó bút chưa ta? Không biết nữa. Mày dây hai nó thể thông đạo rồi. Mở đi. Bên. Ờ thấy rồi, bây giờ sao chơi? Sao mà đi bót vô mày? Bây giờ sao mà chơi đây? Giờ nếu mà móc một trụ trước là máy nó đi ram hết mấy cái lane kia là thua chắc luôn á. Giờ nó có ba thiên mệnh khẽ biến nữa rồi. Chó được. Trừng phạt ở đây, có trừng phạt ơi, xài trừng phạt ơi. Có là xài. Sao mới level 5 mà sao nó lực với ta. Mất châu luôn. Rồi bị stun đi, bị khiên thiên mệnh khai biến. Đấy, xì tun. Bom. Chiến nó. Chiến nó. Bị châu gì chết nổi. Bị châu gì. Ôi một, cái một chiêu R nó là bằng nửa cái màn hình tao luôn của mình. Ủa sao? Chiêu R của Leo này á, bằng nửa cái màn hình của tao luôn. Yeah. Mày nghĩ màn hình này Leo không tới nửa đi. Vờ lờ. Leo này mất châu luôn mày mèn. Nó bằng trụ thôi, không giết được rồi. Vô rồi. Chà. Nãy sợ. Giết nó luôn. Hay. Giờ cứ đếp bình tĩnh đi. Rồi, giờ bỏ nó vô sao đếp. Ở bên. Hả? Bỏ nó vô sao đếp. Đâu. Cho. Có không có, nó mới thẻ 4 bỏ vô đập gần nét trụ. Rồi mít nát rồi, mít nát rồi. Mà ai cứu tôi. Trời để bao xuống theo á. Đó. Ủa có rò rồi. Giờ mà ra tôi băng rò nét luôn. Bóp nát.
Rồi, ơi ơi né né. Rồi xong mày ơi. Chơi gì mà chơi với ai? Thằng nhóc con, thằng nhóc con. Thằng thằng nhóc con solo kill luôn. Thằng nhóc con ngáo ngơ hả mày? Chạy. Chạy gì mà chạy? Chơi luôn. Solo. Né. Ôi ơi. Hồi cho nó trâu vậy ta. Trời ơi, một kiwi của chó gáp thì mình từ đầu bảng đến cuối bảng luôn. What the fuck? Holy fucking shit thôi. Bó gần nén hả? Điếp được không? Nát. Rồi. Ôi. 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 Ngu quá. Tự nhiên giờ này chơi ngu quá. Chơi ngáo rồi, giờ phải chơi cẩn thận lại mới được. Là mất giảm gian chưa luôn bên nè. Dùng là 32% rồi nè. Trời ơi, xong mít nén rồi, mít nén rồi. Nãy lên, nãy tự nhiên bót nát xong rồi lên mít lộn xong rồi lên top mới chơi luôn rồi. Sao mà chơi giờ lên top nó xử lý luôn rồi mà đép lại bè nữa. Đứa này cũng trâu, đặt cái ụ súng rồi một lần nó đặt 4 cái ụ. What the fuck, bẻ cái ụ lên này, không được để mất top nữa. Rồi nó băng trụ ở bê trụ luôn rồi. Holy shit. Help me nicer. Rồi cái ổ súng này nó bắn gì gần chết luôn rồi. Super kill. Đẹp quá. Rồi mít kìa, mít không ai ép luôn. Holy shit. Rồi. Rồi 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 anh top lên 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 lên. Giờ tao mới đẩy á. Đếp được cái trụ nào đếp càng tốt. Ôi trời ơi, quỳ nó toàn bản đồ luôn sao mày à. Ôi chưa rờ đâu nữa vậy. Thằng nhóc con, thằng nhóc con, thằng nhóc con ngáo ngơ. Ôi trời vãi mạnh á, sao chơi bắn Vinh bắn ngồi Vinh bắn không có đem luôn. Tôi lên nè, tôi lên nè, mình tỉnh mình tỉnh. Trời ơi liều này nó cần hết luôn. Hồi liều này cần hết thiệt luôn á trời. Vãi liều liều này, thằng liều này đâu rồi. Nó biến về hả? Thằng nhóc con. Thằng nhóc con. Ôi giời kẻ nó đâu nữa. Ôi ôi ôi. Vai đai. Trời ơi nó mạnh. Chở gắt mấy mà nó trâu vậy. Mua đồ. Lên luôn. Thắng được này là ngon luôn á. Chiếc bộ kill nice too. Giờ đếp đi, giờ không biết nó on đường nào nữa, một là on top hay là on mid à. Ôi giết cho gáp trước. Hồi. Thằng nhóc con ngáo mà mày. Nãy mà gần chết luôn rồi. Mũ phù thủy luôn. Đó. Mũ cho nó chí. Lên top đếp rồi, top đếp rồi. Trời.
cái gì đây, cái gì? Ủa, cái gì vậy? Tận chết không hiểu sao chết luôn. Chấm hỏi không? Kia đâu ai? Chấm hỏi không? What the fuck? Vậy đây. Chuyện là I come in. Chết cha. Ủa xong ra đó không vậy? Không thấy gì luôn. Không thấy cái hết hết đường chạy trong cái vòng luôn nè xong rồi nổ trời ơi, bốn mạng bốn mạng nữa ngon rồi, bốn mạng nữa là được 30 mạng là kháng hiệu ứng, ngoại sự là 50% luôn. Trời, phép tôi gần 500 luôn nè Binh, phép bao nhiêu rồi? Có 2 rưỡi. Trời, chúng ta 34% dễ dàng kêu luôn nè, chủ skill là giết nó, thằng này ngáo à. Ôi cái gì chị, nó làm combo chết luôn vậy, holy fucking shit, fucking well shit thiệt. Ủa sao sao con khi mà đi rồi nhìn nó cao cao đó, trời đó, rồi này thằng nhóc con cứu tao. Trời ở đây trưởng stun nó không đi được luôn, thằng Liu này nó stun nó không đi được. Ôi được 30 mạng rồi, 30 mạng là được cái kháng hiệu ứng rồi, 50% là giờ Liu này stun là ngứa rồi, ở bên rồi đã rồi, trời tóc nó chạy đó rồi, đồ nó rồi với nó. Thằng nhóc con thằng nhóc con chết rồi. Mạnh nhớ. Ồ xin chết luôn. Đếp đi, đếp cả hai lên luôn mới được chứ. Nó mà đẩy bó là thua ở bên à. Phải cứ bình tĩnh mà đếp thôi. Trời ơi, nó bất tử, nó trâu, nó không bất tử, nó theo chơi. Rồi chưa kịp quan quay gì, bất đồ hợi chú e nó mà nửa bên ta luôn mày. Only you can say me. Mà đếp top đó kìa, nhìn nó bắn đứng solo luôn. GG mày gì hay mấy level 15 16 rồi. Trời bỏ cơ. Thôi, ê cái gì? Tròn cá. Giết nó. Mất hồn. Thời gian blue chứ mày ra. Khủng mày. Bỏ ê mít cơ. Đó, tên mô ra. Tên mô ra rồi, giết nó em ơi. Ăn blue, lẹ. Để trừng phạt dành đi. Để ra trừng phạt nó luôn đi. Bỏ ơi. Bỏ ơi. Mít này ra, mít này lẹ ơi. Đậu nó còn nhây nữa. Xíu à. Mít nè. Ok. Nổ hết. Đấy. Vô trừng phạt nó luôn. Ồ, siêu dễ nữa kìa. Chưa được cái đồng hồ cát luôn sao mà chơi. Trời ơi, trừng phạt nó luôn, có trừng phạt lại xài thẳng mặt nó luôn ơi. Ôi trời, thấm vậy. Trời ơi giết nó đây, đừng đi ơi, đừng cho nó địa chứng nữa. Lách hội luôn, nãy giờ lách là chưa bao giờ được luôn á mình à. Giết nó thì còn thắng không, còn thắng thôi, còn hai cái bốn, còn có 2-4 cây máu nữa. Thôi. Mày về. Ê, what the fuck? Nhẹ. Nhẹ rồi. Chết mẹ rồi.
No, what the fuck? What the fuck? Thua xem lông đi. Ôi rồi, cảm ơn em đã theo dõi video này của mình. Nếu thích thì hãy bỏ lại một like, một share và một subscribe nha.